Bạn xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với điểm tin giải trí tối được phát sóng trên các nền tảng của iBiz. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật ngay sau đây. Cộng đồng bạn rầm rộ réo gọi Diễm My tỉnh thất bồng lai vào ngày đặc biệt. Phản ứng bất ngờ của vợ chồng Trấn Thành khi nhận hai vạch. Khán giả ngỡ ngàng vì một nhạc trưởng giống hệt cố nghệ sĩ Phi Nhung. Hậu chia tay bạn trai thiếu gia Hoa Minh Di được một sau năm đình đám thả thính. Lan Ngọc bị réo tên giữa nghi vấn chi dân hẹn hò Trương Quỳnh Anh lan truyền thông tin đại hoa đáng bán tháo biệt thự, Trương Tử Di bị gọi tên. Lưu Đào chính thức phản pháo tin đồn trong ngoại tình có con riêng. Cộng đồng mạng rầm rộ réo gọi Diễm My tỉnh thất bồng lai vào ngày đặc biệt. Nhắc đến một nơi gọi là tỉnh thất bồng lai, chắc hẳn các bạn còn nhớ đến cái tên Diễm My, cô gái từng khuấy đảo mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc về nơi này. Vào ngày hôm nay, nhiều trang trên mạng xã hội bất ngờ đăng tải bài viết nhắc đến Diễm My, tỉnh thất bồng lai, bởi lẽ ngày 18 tháng 3 là ngày sinh nhật của cô gái này. Thế nhưng cho đến hiện tại, tung tích Diễm My vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải. Trước đó vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, bố ruột Diễm My là ông Võ Văn Thắng đã nhận được tin báo phát hiện hai người con gái bên dưới tầng hầm của tỉnh Thất Bồng Lai, người này còn khẳng định đó là con gái đã mất tích từ lâu của ông. Tuy nhiên, sau khi thông tin này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, công an tỉnh Long An đã lên tiếng cho biết không có chuyện tìm thấy Diễm My. Bên cạnh đó, qua quá trình khám xét tỉnh Thất Bồng Lai, cơ quan chức năng cũng không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My. Theo lời ông Võ Văn Thắng, con gái ông là cô bé ngoan hiền, thông minh, nên được vợ chồng ông Thắng đặt nhiều kỳ vọng. Là con lớn trong gia đình, Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc nhà, tỏ ra là một người hiểu chuyện. Thế nhưng, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết nghe lời ai dụ dỗ mà cô gái nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên dụ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu kết quả học tập tại trường, trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học. Vậy mà gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại tỉnh Thất Bồng Lai. Hơn 2 năm qua, dù gia đình đã liên tục nhờ chính quyền địa phương, cộng đồng mạng dài cứu Diễm My, nhưng đến nay vẫn bạc vô âm tính. Được biết hiện gia đình vẫn chia người đi tìm con gái và mong lực lượng chức năng sớm tìm được Diễm My trở về nhà. Phản ứng bất ngờ của vợ chồng Trấn Thành khi nhận hai vạch vào tối qua, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao trước thông tin cặp vợ chồng đình đám trong showbiz Việt trấn thành Harry Won trở thành F0. Đáng chú ý hơn cả là thái độ lây lội của hai ngôi sao khi biết mình dương tính. Cụ thể thì trong một clip đăng tải, trong lúc trấn thành đang bận việc khác, Harry Won đã canh kết quả test nhanh cho chồng. Sau khi kết quả hiện lên hai vạch, nữ ca sĩ hoảng hốt báo cho trấn thành, trời ơi anh thành hai vạch nè, rồi tôi phải làm sao? Nghe xong trấn thành điềm tĩnh đáp, hèn gì, cuối cùng ta đã dính né anh ra. Mặc dù trở thành F0, song nam MC vẫn vô tư đeo khẩu trang hát karaoke tại nhà. Thậm chí anh còn chạm vào người bà xã Harry Won, liên tục bị xua đuổi. Anh liền nhõng nhẽo, vợ ơi đừng kỳ thị anh. Cho đến hiện tại, đại diện truyền thông của cặp vợ chồng cho biết cả hai đều đã nhiễm bệnh. Hy vọng rằng Trấn Thành và Harry Won sẽ mau khỏe để trở lại với các dự án nghệ thuật. Khán giả ngỡ ngàng vì một nhạc trưởng giống hệt với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Mới đây, vợ cũ của danh ca bằng kiều, nữ ca sĩ Trizy Phương Trinh đã khiến cho khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi đăng tải bài đăng và video so sánh một nhạc trưởng người nước ngoài với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Cô thể, Trizy cho biết tại sao cô nhà trưởng lại có thể giống Phi Nhung một cách kỳ lạ đến như vậy. Thậm chí, nữ ca sĩ còn gắn thẻ cả em trai và con gái ruột của giọng ca, bầu ơi đừng khóc vào bài viết. Sau khi xem video mà vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ, chính em ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung không khỏi bằng hoàng và phải thốt lên. Ôi, nhìn giống quá chị ơi! Dưới status, không ít khán giả cũng tỏ ra rất bất ngờ vì từ đường nét, mái tóc đến cả những góc cạnh khuôn mặt, đôi mắt của vị nhạc trưởng trên quá độ giống với nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhiều người còn đăng tải hình ảnh của nữ nhạc sĩ này và nhận định có nét giống Phi Nhung lắm, y như chị em với nhau. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về hình ảnh mà nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh chia sẻ? Hậu chia tay bằng trai thiếu gia, Hoa Minzy được một sao nam đình đám thả thính. Sau khi đường ai nấy đi với Minh Hải, cuộc sống Hoài Minh Di luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân. Thân sắc của Hoài Minh Di cũng rất là vui vẻ, đến kèm hình ảnh là dòng chú thích gây xúc động, mẹ bo. Dường như tất cả những gì Hoài Minh Di cần bây giờ có lẽ chính là cậu con trai bé nhỏ đáng yêu và vô cùng tình cảm. Bên dưới bình luận, nhiều người đã dành lời khen cho nhan sắc của giọng ca sinh năm 1995. Đáng chú ý hơn cả đó là comment của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Đẹp gái quá mẹ bo ơi! Đáp lại giọng ca khác biệt to lớn, Hòa Minh Di chỉ đáp suyệt, kèm theo đó là biểu tượng bạc cười. Nhưng Trịnh Thăng Bình vẫn không bỏ cuộc mà để lại bình luận tiếp theo, đạn bắn trúng rồi, suyệt. Trước tình huống này, cư dân mạng đã lập tức trang vào đẩy thuyền, đề nghị Trịnh Thăng Bình hốt mẹ bo luôn đi. Hiện bằng tương tác giữa Hòa Minh Di và Trịnh Thăng Bình đang rất thu hút sự chú ý từ cư dân mạng là Ngọc bị réo tên giữa nghi vấn chi dân hẹn hò Trương Quỳnh Anh. Mới đây, trên mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền thông tin nam ca sĩ chi dân đang bí mật hẹn hò với nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh sau khi hợp tác chung bộ phim Lớp học đại ca. Không chỉ có những cảnh tình tứ trên phim trường, mà ngay cả ngoài đời, cách cư xử của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân cũng bị cho là có tình cảm hơn mức bình thường. Bên cạnh một số lời chúc phúc và hy vọng chuyện tình này sẽ thành đôi, song không ít người cho rằng tin đồn Chi Dân hẹn hò Trương Quỳnh Anh chỉ là chiêu trò quảng bá cho phim mới. Ngoài ra, nhiều người cũng đã bất ngờ gọi Ninh Dương Lan Ngọc bởi trước đó, Ngọc Nữ mang ảnh từng rất nhiều lần lộ hiên hẹn hò với giọng ca khi em ngủ say, song cả hai vẫn chưa một lần nào lên tiếng xác nhận. Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng rất có thể Thuyền Ngọc Dân đã chính thức tan vỡ và nam ca sĩ đang phung đáp chuyện tình bên Trương Quỳnh Anh. Dẫu vậy, đây cũng mới là suy đoán của dân mạng mà thôi. Lan truyền thông tin đại hoa đáng bán tháo biệt thự, Trương Tử Di bị gọi tên một blogger Trung Quốc mới đây đã gây chú ý khi đăng bài về việc một đại hoa đáng phải bán vội căn biệt thự hàng chục tỷ đồng. Có một cô đại hoa đáng trước đây từng đứng ra phủ nhận tin đồn ly hôn. Lúc trước cô cố gắng bán căn biệt thự với giá hàng chục triệu tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng, nhưng bây giờ lại hạ giá mà vẫn chưa bán được nhà. Blogger này còn nói thêm rằng, với danh tiếng của hoa đáng này thì việc bán nhà không phải chuyện khó. Nhưng đến mức cô này phải hạ giá bán vội như thế, thì ngoài lùm xùm thuế má khả năng cao, người chồng giàu có của cô cũng đang gặp vấn đề lớn. Trước những dự kiện này, netizen xứ Trung đã đông loạt gọi tên Trương Tử Di. Mỹ nhân họ Trương chính là một trong bốn đại hoa đáng của CBIS. Cách đây không lâu, cô vướng tình đồn liên hôn ông xã Uông Phong, nhưng cô đã tự mình phủ nhận. Hiện công đồng mạng vẫn đang bàn tán sâu sao về thông tin này. Tuy nhiên, blogger cũng không đưa ra được bằng chứng nào để tăng độ tin cậy nên tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn mà thôi. Lưu Đào chính thức phản pháo tin đồn trong ngoại tình có con riêng những ngày gần đây, nữ minh tinh nổi tiếng xứ Trung, Lưu Đào bất ngờ bị tréo gọi trên rất nhiều mặt trận mạng xã hội bởi thông tin chồng của cô, doanh nhân Vương Kha ngoại tình, thậm chí còn có con riêng ngoài giá thú. Không chỉ vậy, nhiều blogger đất nước tỷ dân này có khẳng định nữ diễn viên đã quyết định ly hôn. Cuộc sống vợ chồng của cả hai cũng đã chính thức kết thúc. Hiện chỉ chờ đúng thời điểm thích hợp để công bố với dư luận mà thôi. Giữa ồn ào, công ty quản lý của Lưu Đào lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhấn mạnh đây là hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự cũng như là cuộc sống riêng của gia đình cô. Đồng thời, người đẹp xứ Trung đã đăng tải hơn 20 tài khoản mạng xã hội đưa tin thất thiệt và ủy thác cho luật sư tiến hành kiện những người này ra tòa nhằm bảo vệ danh tiếng. Trước đó, khi kết hôn với Vương Kha, Lưu Đào cũng không có cuộc sống êm ấm bởi chồng cô vỡ nợ, mất hết tài sản. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn song hành và vượt qua mọi khó khăn cùng ông xã. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí tối ngày hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các bản tin tiếp theo trên Ibis.